Xin chào cả nhà. Vâng ạ, trong những năm gần đây thì tại sao anh chị em nhà mình rất là quan tâm và sử dụng đến dòng gỗ hương đá, không chỉ là trong trang trí không gian nội thất mà bên cạnh đó còn sử dụng những tác phẩm tượng gỗ được chế tác trên nền chất liệu gỗ hương đá? Bởi vì thứ nhất, dòng gỗ hương đá là một dòng gỗ có tính ổn định khá là cao. Hơn nữa, đường vân thì rất là nét, không thua kém gì hương ta. Và thứ hai thì với giá thành của hương đá rất là ổn định nên là ai cũng có thể trưng được. Và điều nữa đó là với những cái tác phẩm hương đá thì các anh chị em nhà mình rất là dễ bài trí trong không gian nội thất nhà mình, sẽ mang một cái vẻ đẹp ấm cúng cho không gian nội thất nhà mình. Và ngày hôm nay thì xin mời tất cả quý anh chị em nhà mình hãy cùng Phạm Kính để thưởng lãm một tác phẩm tam đa mà bên em mới hoàn thiện xong. Tác phẩm vẫn còn mộc, được làm trên chất liệu gỗ hương đá, và các bác nhà mình hãy tiến lại gần hơn để có thể là cùng ngắm về cái chất gỗ hay là những cái đường vân của cái dòng gỗ này trên tác phẩm tam đa nhé. Thì các chị em nhà mình thấy đây là một bộ tam đa mà bên em với đục mộc đấy ạ. Và các bác có thể cùng ngắm từ cái phần chất gỗ đầu tiên, đó là cái dòng gỗ hương đá này tính ổn định khá là cao và trọng lượng thì rất là nặng các bác nhà mình nhé. Và hơn nữa thì với dòng gỗ hương đá này thì các chị em nhà mình thấy là từ những cái tom gỗ thôi nó khá là mịn và vân thì nó rất là nhỏ. Và với những cái đường vân này thì nó sẽ đan điểm lên những cái đường vân đậm, và các bác nhà mình nhìn thì nó cũng không thua kém gì với những cái đường vân cẩm đâu ạ. Và với cái dòng gỗ này thì bên em là đang trong quá trình tẩy gỗ nên là các bác nhà mình nhìn cái màu nó sẽ sẫm hơn rất là nhiều. Và khi mà đã hoàn thiện lên BU xong thì cái màu nó sẽ nhạt hơn các bác nhà mình nhá, nhạt hơn và cái màu nó cũng sẽ sáng hơn rất là nhiều. Và với cái tác phẩm tam đa này thì bên em là đục thủ công hoàn toàn bằng tay. Và những anh chị em là nhà mình mà quan tâm hay là đang muốn sở hữu một bộ tam đa thì các bác nhà mình cũng có thể là tham khảo cái tác phẩm này của bên em. Và với bộ tam đa này của em thì đây ạ, các chị em nhà mình hãy tiến lại gần hơn và nhìn ngắm từ cái đường nét đục tỉa của bên em. Đục hoàn toàn bằng tay các bác nhà mình nhá. Đây, những cái đường dâu này đây, hay là diện mặt của ngài cũng được thợ đục rất là hoan hỉ. Và những cái tà áo gấm đấy ạ, được thợ chạm trổ những cái đường hoa văn cũng rất là kỹ các bác nhà mình nhá. Và với một bộ tam đa này thì chắc hẳn là cũng rất là nhiều anh chị em nhà mình thích và quan tâm đấy ạ. Và với bộ tam đa thì các anh chị em nhà mình biết là gồm 3 cụ, đó là cụ Phúc, cụ Lộc, cụ Thọ. Và với mỗi một cụ thì đều có một cái nét mặt riêng các bác nhà mình nhá, và cũng như là một ý nghĩa riêng mà gia đình nào cũng mong muốn có được. Và với bộ tam đa này thì bên em có chiều cao là 97 và đường kính là 32, em tính kích thước trung bình các bác nhà mình nhá. Và với cái kích thước này thì các anh chị em cũng rất là dễ bày trí trong mọi không gian nội thất nhà mình. Các bác nhà mình có thể đặt ở không gian phòng khách hoặc là phòng làm việc, hoặc ngoài ra thì các bác nhà mình cũng có thể mua làm quà tặng, quà biếu với một bộ tam đa rất là ý nghĩa mà ai cũng có thể trưng được nhá. Và nếu mà anh chị em nào nhà mình quan tâm hoặc là đang có thắc mắc gì về cái dòng gỗ hương đá hoặc cũng nhà về tác phẩm tam đa này thì các chị em nhà mình hãy nhanh tay liên hệ qua số Zalo của bên em, đó là 0338 528 529 hoặc 086 6789 910 thì em gái sẽ giải đáp thắc mắc cũng như là gửi ảnh chi tiết để anh chị em nhà mình có thể là được tham khảo rõ nét hơn nhé. Và kết thúc video thì xin chào và hẹn gặp lại các chị em nhà mình trong những video tiếp theo ạ.